dung tiết này lạnh tiệt ở tung dung thỉnh tam to tiên thanh cùng đồng đồng bỗng mai ra đàng ở riêng nô nhang xa nhiệt pháp sư mong ngân chư phật thầy ở tất giáo văn tỳ sư kết từng vân thanh nghị phương ngân chư phật điện toàn thân thanh gia ngồi cùng đình địa tiên cung thỉnh bằng người thanh mẫu đình địa ở tiên ích xưa sinh thành trong đình đình sung sung giới định chân nhang phân bởi sung thiên thượng đệ tử kiên thành hiện tại kim lô phong khoảnh các nhân luân tức biến man tập phương tích nhật ra du miệng đạn tiêu tai chiến nam mô thanh hương địa bồ tát tát nam thanh gia hồi cùng thanh mẫu đệ tam mơ thịnh mời thanh mẫu đệ tam chiên đàn hải ngàn lô nhiệt minh lương gia du từ mẫu lượng vương hương hòa nồi đắc thanh hương chi tâm kim cương nhất chúng biến thập phương nam mô cúng dường bồ tát ma tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát thanh gia hồi cùng chân chiều có lệnh truyền ra các căn biết là chân chân sinh nó pháp ngô binh ngàn năm thành thành nó pháp ngô binh đánh đánh đông đông dẹp bắc 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 tung 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 hoài hoài mọi người phan các quan đức ông về truyền phan các quan tả văn văn vong lương ban đăng đàn lệnh truyền văn vong đối hàng thiên binh văn bằng hằng ngà cần ra lệnh truyền thiên đội văn đức đức ông
bây giờ ngày chắc chắn giang tôi cao trước là khám xét bảng đề. Văn sớ dâng lên thường lai, văn sớ dâng lên đức ông tô đôi chép biên rõ ràng về cho hai chữ trường sinh. Hai chữ trường sinh về cho hai chữ trường sinh, chữ phú chữ thủy khang linh thọ trường về cho dũng mạnh khang cường. Thành ra
chân chân đi mở mang mang hàn đức ông đi về ta người dòng rõ kinh trì sắp mang phi kỳ mang phen sắp mang phi kỳ đã đánh phạm đẳng lại lo phạm trần. Phong đại phương an tâm thần định trước lại thịnh ba tôn yên giấc ra bàn tưởng rằng yêu đạo chú toàn ai ngờ này mắc 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 tiếng con ở đời đi quan ai về trên chiến pháp quan tả văn văn võ lương ban đăng đàn lệnh truyền văn võ đối hạ văn văn sớ dâng lên tương lai văn sớ dâng lên đức đức ông tô đôi chép biên rõ ràng về cho hai chữ trường sinh chữ phú quý ngang minh thọ trường phi cho dũng mạnh thang cửa
phong đại vương, ngài an tâm thần chức chức lại bạn câu yên dừng ra bàn. Tưởng rằng yêu đạo mình chú to, ai ngờ lại mắc tiếng oan ở diệp danh 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 thái sư nhất phẩm quyền hành thính ra hồi cùng tên gọi đại hoàng vương có đôi tướng linh linh có tên gọi đại hoàng thông minh chính trực đảm đang việc thiên hạ đương nhân vương có đôi tướng linh linh hạ đức nhờ ra vào châu trực trụng thờ khói nhà thơm đứng đứng một nhà hệ lăng thơm đứng đứng một đỉnh đỉnh nhà hiệp vì muôn ngóng thân già là xanh
triền phán các quan quân vị, triền phán các quan tả văn võ, lượng ban đăng đàn lệnh triền văn võ đối hà. Thiên binh ban bằng hằng kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn thư. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên vương cô tô đôi, chép biên rõ ràng phê cho hai chữ trường sinh. Chữ phú chữ thùy khang ninh thọ trường phê cho giúp mạnh khang cường. Cửa nhà phú quý mọi đường hành thông, chữ giảng thanh giang lưu ân. Thần niệm
chiêm bao phút thấy mộng anh thần sao xa, đôi vị phu nhân mơ bàng tan giật quê. Phong mong loan chợt tình tình đốt nhang trầm, nhang trầm một đình con dâng lên. Thành ra hồi cùng tờ mờ trong gió ngoài cửa bên tờ mờ, chiếc trôi cô bé lững lờ ngoài bể đông. Thành ra hồi cùng đầu bến sang khi chiếc trôi hai đầu bến sang khi chiếc trôi cậu cửa suốt nhưng cậu trở về bản đình đây. Thành ra hồi cùng chú mường dâng văn tam vị chú mường, thỉnh mời chú đệ nhất tây thiên, mời chú lai ra vì đền để tôi linh. Cổ chiêu đinh đinh ngon lý chân 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 sắc nghe phong thượng đẳng đẳng biển đê tôi linh linh tây thiên tam đảo địa linh. Thank you.
sáng nguyệt hồ cũng có phen chưa tới kinh đô.
chiều căng tay đi bạc rừng và đem cho trong họ giàu sang đời đời chứ đem cho các quý khi đời đời giàu sang. Trần hoàn chú lại hoa tiên tây thiên bình bình phúc quý Việt Hồ cao sơn bạch 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 là nơi quê nhân. Ai lên tầng ơi cao sơn bạch 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 hỏi thăm đi tin ni chúa nơi nào ngã từ ga kép bằng cầu bốn hạ vào huyện hồ tối linh linh
rừng tung bách mang đình dơm bóng cửa chúa tinh yên chúc chúc mong 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 nga hay đâu sự lạ lập là biểu đề giọt mắt dài, tay đứng tay giọt mắt dài.
ngân hà. Con đi gái thôn quê
phải đa nhật tâm. Sống âm thầm mồ cung hay cha mẹ, gặp được thầy cử cốc tiên sinh một đời, làm phúc phúc cứu dân ninh. Tên chú Nguyệt Hồ tin đưa về cho tới kinh đô. Tin đưa về cho tới kinh đô, có bà chú Bói Nguyệt Hồ rất rất hay, xem cửa nhà ra sự làm năm nay. Thanh gia hồi cung cao mãi quê nhà lâm thao, cao mãi quê nhà để bán tin chúa anh đình ngựa về. Trên cung quê chiều thần soi tỏ cũng có con thịnh quyền hải cái còn sự chân. Thành ra hồi cùng năm năm rõ ràng năm phương, năm năm rõ ràng ngũ phương ba cảnh thịnh chúa bà bạch. Đền thờ cảnh vắng khúc hương, cảnh vật sinh xa đôi bên lòng hộ châu vàng.
dù ai bác nhỏ sai ngoa, chứ sai cô tình đừng thu bác hồn. Đêm năm mơ thấy ba cùng kỳ bệnh chúng ba hành liệt vì chân tay làm cho đêm nặng ngày hơn. Bệnh phương nghi tay lạnh chúa hành sắm nhà là lê vật vật sớ con kêu minh bạch từng câu cùng văn con đặng đã hát miệng cò nay chúa về lại xa ban ra bốn phút hội họp để đàn thắng
lộc cho lắm về đi càng nhiều, ban cho dài nhất nhân sang, bổng lộc cho nhiều năm mới năm xưa, thành đồng đồng con kia sơn phục thờ, bán bùng một người tinh hôn dòng, bán người bùng một hôn dăm ngày mấy người tinh. Quan đệ nhất trong tà lục trí thần thông tôn quan ngài lục trí thần thông kiến thu tam giới vị phong phép bồng thành ra hồi cùng giám sát thiên cai ngôi thượng ngàn quan lớn đình ngài quản khai thống trị tam giới khâm sai chức đại thần. Thank you.
quan ai về trên chiến các quan tả văn võ lương ban đăng đàn lệnh truyền văn võ đôi hà thiên binh văn bằng hằng ngà kéo sang lệnh truyền thiên đường văn cơ văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên quan về tấu đôi chép biên rõ ràng phi cho hai chữ trường sinh chữ phú chữ thủy khang linh thọ trường phi cho sức mạnh khang cửa nhà phú quý mọi đường hành thông chữ giảng thanh giác tư ân Thank you.
một chuyện. Trình sáng tân doanh doanh ngân ngân la 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 la, ánh vầng hồng chiếu rạng nắng nắng đi, người còn cũ thì quốc đông đông đi, để tặng hoàng tử giáng sinh ngôi đền rồng. Sinh thành ngân chất long an, thỉnh đề tam vương quan phi phương diện bảo quan nghi khác. Mang thuyền lan đổi dòng sông xinh xinh, hồ quân quân trèo du lịch đình bộ bộ phương, cũng có phen tuần tuần thú sông sông thương trở về tìm bắc bắc quang giang sông lục lục đầu.
có phen có phen sông dô sông hát khi lên gành mà xuống thác ra thiên dòng mà chắc mãi chiều bưng xích đang tận lành đôi nơi quan đi về chân giang khê lên ngàn sức biển lành giang tường quý địa danh nam đền thờ quan tặng thiêng ai và lòng môn hồ bàn thạch bàn hãy còn ghi giang lâu đài minh các dâng dâng nước về thì quốc một tí nên ngàn đình lấy ngọc đúng đi đúng 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 dâng nước phép thì không ai đang qua đài sang sông thao con sông ta chờ ra vì sướng ca đàn hát tập tành thì ngâm phúng lục lục này lại đàn tranh chân bừng bừng có phen người có phen người về đứng thoái phủ dòng cân cân đài năm năm ba cung đồng đồng từ theo hồ vào cung vương phụng gia hậu đức mẫu vương cũng có phen phương ngài biển hoa cô đất nghệ an ni thượng hạ đại xa chiếc thuyền rồng treo quê buồn lăng an khi chơi bạch hạc lúc xa con sông bờ giao thần thần tạng viên tam đào chiến quân quân đôi đạo tiên chiêng tiêu cờ vất trong dòng thiền bè sau trước giữa dòng lênh đênh đênh cổ cầm cánh chiêng ca vang anh nghiền đốt thanh hòa đốt thanh hòa chìm nổi giữa man chiều đình ngày văn võ bá quan sai lên đón rước lớn để tăng về châu quan về quốc thái dân an một tay thái tử đệ tam cứu sinh cũng lắm người nổ an cũng nhìn quan đệ tam này thông minh minh chính chính trực trong trong chiều đêm ông đô có như ăn bề lượng cao văn văn võ toàn tài đình toàn toàn tam tứ cùng nào đủ ai sai bằng
Ninh con ghi lành giang thăng tích, thượng bạc tần thượng đích trung quân. Tiếng hai tiếng tháng sáu sinh thần, nên khắp hòa đạm bắc muôn dân về đào cầu. Giờ lâu phát đòi nhân thứ, sai quan nên cứu trợ chân gian. Một tay thái tử đề ta cứu sinh, cũng lắm độ oan cho cũng sóng rồi sai quân đông 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 xoan đồi gỗ trò. Dây quan đã về trầu nhân thư kiếp sai lên cứu trợ trần nề ra thanh ra hồi cùng. Tiếng bàn loan cung thịnh mời quan đệ tử vốn con trời canh ngự tiên cung thanh gia hồi cung. Tuy nhà ninh gia chân quan tuy nhà an thanh tổ tích một tòa có lực tận ngự ngôi cao. Đấng anh hào cổ kim lưng lẫy khắp mọi miền đều đã xây thần thành ra hồi cung. Phò vua cha bát thải đền đồng bằng đào cung quan đệ thất anh linh khác thường. Thành ra hồi cung đền rồng đông mai vui vẻ trong đền rồng ngày trên phủ kia lầu hồng thánh bà đệ nhất ba hồ gia. Tam tòa khăng khăng nghe dữ sổ tam tòa đêm ngày hồ chú quê hòa thành gia hồi cùng tiên anh thành ngàn dâng văn tiên chúa trên thần đồng nghi cuồng tuần đồng quan sáng đàn chứng chứng.
đồi khắp mấy núi cao, chiều ra đỏ bắt lăng vào mà trên thượng ngàn tôi tu anh linh. Xanh thơm là có tiếng đồn đi sớm xa cứ bể chớp chớp mưa tuôn đông gành ra hàng hà đôi mắt đẹp lòng lanh. Ninh bảo ra chứ bơ.
thanh vắng lúc lúc này em trời ngồi trên đỉnh núi con người tu tăng tình 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 thôi lại ca cho nhà cửa đi.
Chờ trình thành kính dâng lên trước trình Phật thánh so trình vua cha. Con trình lên cung mẫu bà. Sơn trang con trình lên bởi vì quan hòa nay trở về trình lên đàn diên cửa tay cửa lộc lộc cho liền độ cho nay trở độ lộc tài nhiều trong độ cho yên cửa yên thank you.
say thương đã có tiếng đồ sấm gian đi cửa bể chớp chớp tuôn đầu gành ra đôi mắt đẹp lòng lòng này xanh dương già vẫn vẫn bị hưởng tiết biệt điểm màu mồ ra thành ra hồi cùng bộ tay à. Trên sơn lâm cây cao mát mẻ cung thỉnh mời cháu bé tôn linh kim chi ngọc diệp xanh xanh cô bé bắc lệ khách danh thay là vốn tiên nữ hàng nga giang thế còn phàm trần ai dễ biết đâu khắp hòa tan thật